Xin chào mọi người, bây giờ Ly đang ở Hàn Quốc, thủ đô Seoul, là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Thì mình qua đây được hơn 2-3 tuần gì đó, qua thăm bạn người yêu thôi. Nhưng mà kiểu sốc bởi vì giá cả bên này mắc quá, cái gì cũng mắc hết trơn. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái clip mấy cái đơn giản thôi, ví dụ rau củ quả, mấy cái đồ dùng mà mình dùng thường xuyên hàng ngày á, để so sánh cho các bạn coi là giá ở Việt Nam với lại giá ở Hàn Quốc nó khác nhau nhiều thế nào nha. Ủa? 8,500원. À, pick up à. Nè, đầu tiên là chanh. Các bạn có biết là ba quả chanh này có giá là 4,500 won, là tương đương với 90,000. Dã man chưa, 90,000 cho ba quả chanh. Tôi sốc quá mà. Hôm bữa mình mua chanh về làm mà nước mắm á, mà kiểu sốc luôn. Chừng này chuối thì tầm có giá tầm 70,000 á. 70 bỏ dưa hấu nè. 200. Hành lá. Chừng này hành là 40,000. Một gói này là 2,000 won, là tương đương với 40,000. Thơm nè, cái đây là một trái nè, là 4,000, chứ trong won là 100,000. Dạ mang chưa. Ok nha, dưa hấu. Một cái nhỏ nhỏ như vậy thôi, 20,000. Tàn nhẫn. Nho. Cái này là 560,000. Trái lê này là 100,000. Trời, Việt Quốc rẻ dã man luôn. Việt Quốc chừng này là có 200,000 thôi. Đúng nhiều luôn. Paro. Dã man 20,000 chừng này đây. Hành. Nửa quả 20,000 luôn. Trời ơi, trái thanh long này 70,000. Dã man chưa, 70,000. Là một bó ngò nè, 50,000. Bó ngò 50,000. Taro. Ớt 35,000. Trời ơi, gừng. Chừng này gừng là 45,000. Lý ai bố ai có? Dạ, bố thêm 50,000. Tha đổ quá à. Dạ, lý bố quá đó nè, thật á. Em đó. Thế này à? Thế này. Dạ, cút chứ mà, cút chứ mà.